Cái đội bóng của chúng ta đều là những đội bóng rất ưu tú và như vậy, hiệp một của trận chung kết chúng ta đã chính thức bắt đầu. Đình Cường là một trong những gương mặt xuất sắc bậc nhất nơi hàng tiền rất điểm. Và như vậy, bàn thắng rất sớm, bàn thắng quá đẹp mắt vừa rồi là của Tuấn Anh. Khi mà chúng tôi còn đang thống kê chưa kịp nhìn lên thì khung thành của Duy Phùng đã bị rung lên rồi. Bàn thắng được ghi có thể nói là sớm nhất trong một giải này, ngay ở cú dứt điểm đầu tiên, ngay ở trên giây thứ 17 thôi. Đúng số áo của Tuấn Anh đang mặc ở trên sân, anh đã tung ra một cú bồ đề rất đẹp mắt. Thắng gục của môn Duy Phùng mang về bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết. Như vậy khi mà trên sân của tập đoàn Lợi, các cả bóng đá của thị trấn Lâm là hai dứt điểm không ai. Vừa đó là câu trả lời của số 7 Văn Toàn. Một tình huống dàn xếp đá phạt cơ đồ rất tốt của các cầu thị trấn, các cầu Yên Chính một. Văn Toàn là một trong những cầu vệ kỳ cựu rất xuất sắc của chúng ta thấy được năm nay. Vũ Minh Dương không vào. Cú chế được chân sút của số 1 của thị trấn Lâm, Vũ Minh Dương năm nay đáng sợ đến như thế nào. Vừa rồi là một câu trả lời của anh. Bán kết năm ngoái, các cầu thủ Lâm cũng là đội bóng. Ôi, cái này, lối bóng không vào. Và vẫn là Văn Toàn. Thị Lâm chỉ cần một dạo thôi, một cú sút thẳng, không được, bóng. Các cầu thủ chính là một trong những đơn vị tập cờ, là nơi không vào. Thị chính là nơi có phong trào thể dục thể thao rất tốt. Đội hình của họ rất đồng đều, mọi chuyến bù trừ cho nhau rất tốt. Chung kết này thì các cầu thủ. Và rồi là Vũ Duy Tiên, cách biệt đã được nâng lên 2-0 rồi. Bàn thắng được ghi vào phút thứ 7. Trong năm ngoái thì đội bóng thị trấn Lâm là A không vô địch, rất đẹp, không được. Bóng rất nguy hiểm, đó làm điều đánh đầu. Lại là tình huống có mặt của Hà Tiến Tú. Tính và sôi động đến nhật thở trong 8 phút đầu tiên. Bóng làm không vào. Tôi vẫn chưa được ăn mừng bàn thắng của các thủ đơn kim vô địch Yên Chính 1. Họ vẫn đang tạm thời là đơn kim vương. Rất nguy hiểm, không thành thì một trống rồi. Trần Công Nhật đã ngã và không tung ra có thời điểm. Áp sát rất nhanh. Cú sút xa của Nguyễn Thế Hiếu. Đây, chắc chắn. Cú đúp của Tuấn Anh trong trận thi đấu ngày nay. Và xử lý rất hay bằng chân trái của Nguyễn Tuấn Anh. Một phong độ trôi sáng mà Tuấn Anh đang thể hiện ở trong buổi chiều hôm nay trên sân vận động của nhân tạo tập đoàn Thắng Lợi. Huy nguy hiểm. Lúc này, Trần Công Nhật xuất hiện. Đây là đội bóng rồi, quá đẹp mắt. Không có gì có thể diễn tả được những bàn thắng của các cầu thủ thị trấn một trong buổi chiều ngày nay. Họ đang thi đấu quá tuyệt vời. Một pha phối hợp mãn nhãn mà Vũ Duy Tiên, Vũ Mạnh Trường với Trần Công Nhật ở trong tình huống vừa rồi. Cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ đẹp mắt của Trần Công Nhật mang về bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ thị trấn Lâm. Quá hay và quá tuyệt vời dành cho đội quân trắng ở trong buổi chiều ngày nay. Tiếp theo, đội bóng thị trấn Lâm một. Rất nguy hiểm. Một quả bóng gần hơi hơi của thủ môn Nguyễn Vũ Trung. Năm quả vào bốn. Lợi thế đang thuộc quá lớn về các cầu thủ Lâm khi mà hiệp thi đấu thứ nhất chúng ta làm còn Vũ Mạnh Dương. Rất điểm. Tung lại là một trạng rơi đẹp mắt rồi. Cú pha xử lý đẳng cấp của Vũ Mạnh Dương. Như vậy sau 4 bàn thắng chưa có dấu giày của anh thì anh đã rất khát khao để có bàn thắng. Và như vậy đây là bàn thắng thứ 12 của Vũ Mạnh Dương ở trong một trận này. Gần như không thể có ai có thể sánh kịp được thành tích của Vũ Mạnh Dương nữa rồi. Vũ Hồng Nam, Vũ Duy Tiên. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Quang Vinh đã nổi còi tạm thời khép lại hiệp thi đấu đầu tiên của trận chung kết. Kết này và 5 bàn thắng có được cũng là một con số quá ấn tượng. Và trong cái bài này thì chúng tôi cũng chưa thấy sự xuất hiện của Hữu Tuyền. Văn Toàn, thời điểm rất bất ngờ Văn Toàn. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên cũng vậy, Văn Toàn cũng đã có một cú sút xa với lúc sút rất tốt. Dứt điểm, cơ cơ vào. Cũng có bàn thắng ở trong vòng rất đẹp mắt vừa rồi của Xuân Hiếu. Cú bắt bồ đề vừa tầm chân. Vũ Duy Tiên. Vẫn là pha đi bóng Duy Tiên. Mạnh Dương, Duy Tiên phải lập chân tay. Cơ bố, Tuấn Anh. Hát chức của Tuấn Anh trong trận đấu này rồi. Anh đã có 3 bàn thắng rồi. Một phong cách anh mừng khiến người ta liên tưởng tới siêu sao của Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Ngày thi đấu quá tuyệt vời của Tuấn Anh, như một nghệ sĩ vậy.
rất muốn có một bài thơ để tặng cho Tuấn Anh về nhung nhớ lãng du đi vô định cánh chim trời. Hôm nay Nguyễn Tuấn Anh đá quá tuyệt vời cho nên tôi cũng có đôi lời để gửi khen. Và có lẽ trong trận đấu đó thì Nguyễn Tuyền cũng đã bị chấn thương cú tái phát khiến cho anh không thể có mặt. Tuấn Anh rất nhanh căng ngang, đó là một tình huống căng ngang nhưng suýt chút nữa là bàn thắng dành cho Tuấn Anh. Ở một cương đi và tốc độ như thế thì chúng ta không thể có những pha dứt điểm, chỉ có những tình huống căng ngang. Tôi mong chờ bóng bật vào thủ môn Tiến Cương, đúng Tiến Cương. Dứt điểm không vào, đó là một cú bật cao đánh đầu của Tuấn Anh. Anh vẫn đang có một phong độ rất trôi sáng ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Cứu Tuyền, với việc cứu Tuyền Tiến Tú để đội nhà được thực hiện một cú ném biên. Văn Toàn không vào. Tuấn Anh rất nỗ lực nhưng bóng rất xuất thần của Tuấn Anh. Và đó cũng là trận đấu hay nhất ở bảng A. Một pha ghi bàn bắt buộc được bóng sống. Tuấn Anh rất đẹp mặt, vẫn là Tuấn Anh. Ồ, quá trôi sáng và tuyệt vời. Có thể nói là một cảm giác cực kỳ tốt của Tuấn Anh. Một cảm giác vô cùng nhạy bén khi mà bóng đang lăn rất nhanh, không cần quan sát. Thế tôi quan sát trong quả bóng rồi, Tuấn Anh thậm chí không kịp quan sát cơ. Nhưng anh vẫn đưa trái bóng nằm gọn ở góc chữ A. Có thể nói rằng ở trong chúng tôi đang nhận thấy một dấu hiệu gì thay người đến từ ban huyện đội bóng thị trấn Bôn. Thôi, vâng như vậy cuối cùng thì các cầu thủ Liên Chính Một cũng đã có bàn thắng. Một bàn thắng bằng thế chấp danh dự. Thế nhưng đó cũng là pha bóng rất đẹp mắt dành cho Hà Tiến Tú. Một bàn thắng hoàn toàn hợp lý dành cho nỗ lực của Hà Tiến Tú, một trong những cầu thủ đá khá hay. Như vậy, có lẽ đây cũng là một trong những kỷ lục của trận chung kết. Trận chung kết của chúng ta đang có số bàn thắng gần như là kỷ lục. Chưa một năm nào có cũng được. Chúng ta thấy dứt điểm rất nhanh của các cầu thủ Liên Chính Một. Một bàn thắng ở trong trận chung kết, bàn thắng nhất ở trong một trận chung kết ở trong tất cả các mùa bóng nhân đã diễn ra. Như vậy các cầu thủ Liên Chính Một đã lại vượt qua thắng rồi. Khi mà chúng tôi đang thống kê thì lưới của thủ môn Vũ Dũng lại một lần nữa rung lên. Xuân Hiếu và Liên Chính Một. Đá bóng rất hay của các đội chính, cơ hội dứt điểm không được rồi. Đúng ra chân nhưng chúng ta không trúng tầm bóng thế nhưng vẫn. Cú dứt điểm một bàn thắng rất đẹp mắt dành cho các cầu thủ Liên Chính Một của thủ môn rồi. Tuấn Anh Liên Chính Một đã có tới 3 bàn thắng rồi. Thế nhưng khoảng cách hôm nay vẫn đang là bàn thắng được ghi trong trận chung kết thôi rồi. Trận chung kết quá tuyệt vời trên sân vận động của Nhân Tạo Tập Đoàn Thắng Lợi. Căng ngang, goal! Tuấn Anh! Nhưng ra khi trong những phút vừa trước chúng tôi vừa nói 1 phút ghi 1 bàn nhưng ở trong tình huống vừa rồi không đến 1 phút mà Tuấn Anh ghi 2 bàn. Không biết điều gì có thể xảy ra, một trận đấu rất kịch tính vào lúc này. Tuấn Anh chỉ trong vòng 1 phút thôi, chưa đầy 1 phút anh đã nhen nhóm lại như gọi là tối thiểu dành cho các cầu thủ Nhân Tạo 91. Giây phút cuối cùng, Tuấn Anh! Tuấn Anh thôi, dứt điểm không vào. Chúng ta có đội phần lo lắng, bên ngoài họ đã rút ra rất nhiều các. Thôi, không vào. Đấu sẽ lặng lặng trôi qua nhưng trong ít phút vừa qua chỉ trong vòng 3 phút thôi và đúng ngay thì trọng tài Trần Quang Vinh chúng ta nổi còi các lại hiệp thứ hai. Thời gian còn lại trận chung kết không đủ dành cho các cầu thủ Liên Chính Một. Giải bóng đá doanh nhân lần thứ 5 năm 2018 đã kết thúc sau 24 trận tranh tài diễn ra từ ngày 8 tháng 9 năm 2018 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018. Hôm nay, Hội Doanh nhân Họ Dương huyện Ý Yên có trao một phần quà để ủng hộ Quỹ hội người cao tuổi thị trấn Lâm với số tiền là 5 triệu đồng. Và đội bóng đá doanh nhân thị trấn Lâm 1 ngày hôm nay đã trích một phần thưởng, giải thưởng của đội bóng với số tiền là 6 triệu đồng ủng hộ Quỹ hội người cao tuổi thị trấn Lâm. Xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Vũ Dũng của đội bóng thị trấn Lâm 1 đã giành được phần thưởng 2 triệu đồng cùng cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin chúc mừng cầu thủ Vũ Mạnh Dương, đội trưởng của đội bóng thị trấn Lâm 1 đã giành danh hiệu vô phá lưới giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên lần thứ 5 năm 2018. Xin một lần nữa được chúc mừng đội bóng thị trấn Lâm 2 đã giành giải 3 giải bóng đá doanh nhân huyện Lý Yên năm 2018. Xin một tràng pháo tay thật lớn của tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể các vận động viên để
chúc mừng đội bóng đá cá nhân xã Yên Tiện, Yên Chính. Để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đó, một trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chặng đường nào dài bước trên hoa hậu, bàn chân cũng thăm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, khoảnh khắc ghi trong tim mình những phút giây hân hoan trên đường vinh quang. Vì con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai đường vinh quang, ta chia sẻ cùng nhau. Những phút giây hân hoan trên đỉnh vực.